Thằng này đụng độ win thằng Fed này các bạn ạ. À. Thằng Fed này có ép không quyết luôn á. Chắc thế nhờ. Nội kia khởi động cái gì vậy ta? Không có bên đó mà khởi động qua bên này. Ghiền mình sao? Tình. Ghê thế. Hàng phép mà luôn căng vậy ta. Chỗ này dễ bị ép không biết nó lên. Còn em không biết cái khúc cuối hết ISO rồi, nó xài hết 2 ISO rồi. Đập xe đập đập. Chỗ này các bạn đặt phanh nhiều vô nó giảm tốc lại các bạn, dễ là nó dễ trôi qua kia lắm. Kéo đi trô nè, turn steel kéo tiếp, ta thì chạy như vậy, ta tăng tốc phần này cũng hơn. Nhảy xuống cái máy bắn xuống quá, nó hơi khó kìa. Cái máy bắn nó nhiều lúc mình nhát lắm, tại nếu mà nhảy trễ là nhiều khi nó dính lại luôn. Dính lại luôn bao kia luôn. Cái máy nó lỗi, cái chỗ nó lại lỗi cái gì á. Này bữa giờ mình chạy con ép không quyết nhiều quá nó thành ra mấy con kia mình quên cách đua luôn. Bây giờ vô máu này mình cứ ép không quyết thôi. Ép không quyết mạnh quá mà. Thank you.
này mới vô cái map này đúp xe đúp ezo cũng khá là ngon. Nhanh gọi đã. Đó. Cái chỗ này phải lên skill nè. Cái này cần đi cho. Map long mô các bạn phải siêu chuyển hướng cái chỗ này. Cái lọc không biết cao. Cái đó chuyển hướng là nó dễ, nó outlay ghê lắm. Trước các bạn coi giải đấu Clan Royale thấy thằng Phú không? Nó siêu chuyển hướng cái đó, nó outlay mấy lần luôn. Này chỉ có ECU cho đó kéo Nitro là ngon rồi. Mấy cái đoạn như chỗ khác hay dụ nó cái Sida cái gì á, cái gì lỗi nữa. Được 19 ta, kê thế nhờ. Để thẳng kéo Nitro luôn nè. Đập xe đập. Em biết có khúc đầu đi như vậy khá là nhanh luôn. Mình chạy mình thấy nhiều bạn cũng chạy F không biết mà sao mấy bạn không chạy như vậy cơ. Là chạy như cái kiểu xe bình thường. Nó chắc không có clip mình rồi. Chạy không biết là phải biết cách đua. Cách đua mới mạnh được. Đua như xe bình thường nó xì đa lắm. Vẫn được xe nó đốc. Ảo thế nhờ. Lâu lâu mình xài mấy cái skill nó hơi ảo. Nó lạnh giống như hách vậy tự nhiên riết nhẹ cái ra bút. Bữa giờ đua map này còn 19 không ta? 18 luôn á. Trang thì 18, 17 dễ rồi. Nhưng mà đua like, đua 19 nó còn 19 không à. Ok thì clip đến đây thôi nha. Các bạn xem clip thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn cho những clip sau nha.
Bye bye.